Chào các bạn đã đến với những video học hát nhanh của tôi, và tôi là thầy Phong Hai Nốt. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về âm thanh trong giọng hát. Nếu các bạn là những người thích ca hát và thường xuyên tập luyện ca hát, nhưng các bạn có bao giờ suy nghĩ rằng làm sao để có được một âm thanh hay hoặc là một giọng hát hay? Và bài hướng dẫn này sẽ giúp cho các bạn biết được làm sao để chúng ta có được một âm thanh hay, một giọng hát hay trong ca hát. Khi chúng ta đã biết được làm sao để có được một âm thanh hay, một giọng hát hay trong việc ca hát của mình, thì đó là cách để rút ngắn được thời gian tập luyện và đi đến một mục tiêu chính xác hơn, cụ thể hơn, và tránh được nhiều rủi ro trong lúc tập luyện, giống như là tắt tiếng hoặc mệt quá rồi bỏ cuộc. Để tập luyện được một âm thanh hay trong ca hát, tôi cần bạn cảm được giúp tôi hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là âm thanh tròn đầy, yếu tố thứ hai là âm thanh được thoát ra xa. Về âm thanh tròn đầy thì các bạn hãy xem lại video khẩu hình miệng ở đây. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau cảm nhận âm thanh tròn đầy. Và tiếp theo là ca khúc Như Những Phút Ban Đầu. Nếu nuối tiếc tan trong bao tiếc nuối, để yêu thương xa thật xa. Nếu nỗi nhớ tan trong quên buốt xa, và thời gian sẽ qua. Cố giữ lấy dù chỉ là nước mắt, để ngày mai được không giấu muộn màng. Và giữ lấy dù chỉ là những nỗi xót xa mơ hồ. Âm thanh tròn đầy là cách mà chúng ta kết hợp những âm tròn vào trong bài hát và kết hợp với hơi thở đầy đặn để chúng ta có thể tạo nên những âm thanh đầy hơn. Nếu nuối tiếc tan trong bao tiếc nuối, để yêu thương xa thật xa. Lúc nào âm thanh của chúng ta cũng tạo nên một vòng tròn trước mặt mình để tạo nên một âm thanh luôn luôn tròn và đầy. Nếu nỗi nhớ tan trong quên buốt xa, và thời gian sẽ qua. Cố giữ lấy dù chỉ là nước mắt, để ngày mai được không giấu muộn màng. Luôn luôn tạo nên vùng âm thanh tròn phía trước mặt mình và đầy đặn. Và giữ lấy dù chỉ là những nỗi xót xa mơ hồ. Đó là âm thanh tròn đầy. Yếu tố thứ hai, hãy cảm nhận âm thanh thoát ra xa. Âm thanh tròn đầy là âm thanh phía trước mặt của chúng ta tạo nên một vùng âm thanh tròn đầy trước mặt. Sau đó chúng ta hãy đưa cái âm thanh tròn đầy đó càng ngày càng ra xa và càng xa nữa, chắc chắn và vững vàng nhờ hơi thở của mình đưa ra xa. Nếu như các bạn chưa biết cách đưa hơi thở, hãy xem lại video hơi thở phía bên đây. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn hát về kỹ thuật âm thanh đưa ra xa. Hoài niệm rơi trong nỗi buồn, hay là tan trong lỡ làng. Cuộc đời như con nước cuốn, trôi dạt về đâu. Tôi bắt đầu đưa âm thanh ra xa hơn bởi vì cao độ thay đổi. Những nốt này bắt đầu chuyển từ A sang đoạn B. Lúc này cao độ sẽ thay đổi theo chiều hướng cao hơn. Thì lúc đó tôi cần phải đưa âm thanh ra xa hơn để đạt được những nốt nhạc chính xác. Đừng để những ký ức là tiếc nuối, đừng để yêu thương này xa khuất chân trời. Đừng để ta tan trong con sóng buốt xa, cô đơn giữa muôn trùng quên lãng. Tôi bắt đầu đưa ra xa hơn. Dù cho tháng năm kia đổi thay, dù cho bao mong manh mãi nơi này, dù nỗi đau theo muôn ngàn kiếp sau, ta vẫn yêu một lần và mãi mãi. Này người yêu hỡi, xin tan trong vòng tay, giữ chặt nhau cho yêu dấu đông đầy. Nếu thời gian dừng lại nơi đây, trở về những phút dài ban đầu. Và đó là cách tôi đưa âm thanh ra xa.
hãy cảm giác một cái vần âm thanh phía trước mặt của mình và càng ngày càng đưa ra xa, đừng để âm thanh tụt vào trong cổ của mình. Vâng, với bài chia sẻ hôm nay, các bạn cố gắng hãy xem đi xem lại và cảm nhận được những vùng âm thanh và cách để thoát âm thanh ra ngoài. Và khi các bạn cảm nhận được, các bạn sẽ có được một mục tiêu chính xác trong việc tập luyện ca hát của mình. Xin chào và hẹn gặp lại, tôi là thầy Phong Hai Nốt. Hãy ủng hộ tôi bằng cách like, share và nhấn vào chuông để đón xem những video tiếp theo. Xin chào.